Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hai Anh Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình đang đến với một cái thành viên mới. Đây là cái bé Heroes nha mọi người. Wow, một nhân vật rất là đẳng cấp. Và con này nó sẽ xuất hiện ở cái mùa tiếp theo nè. Wow, và hôm nay Hai Anh Tài xin được phép review nhẹ cho các bạn xem về cái nhân vật này nha. Bé này thì sẽ có tầm khoảng 2 cái skin thôi mọi người. Một là cái skin baby và hai là cái skin siêu to khổng lồ luôn. Wow, Hai Anh Tài có một cái bài viết phân tích khá là chi tiết về cái nhân vật này. Đây, ở trên cái trang gọi là haianhtaichannel.com nha mọi người. Rồi, các bạn sẽ đến với cái một gọi là tin tức. Đây, cho cái một tin tức thì Hai Anh Tài đã để cái bài viết ra này mọi người. Hiện tại đã được 14 bình chọn nha. Anh em bấm trực tiếp vào để xem. Và đừng quên bình chọn cho mình một ngôi sao 5 cánh nha các bạn. Đây, ngôi sao thứ 5 nha mọi người. Ở đây thì Hai Anh Tài có phân tích khá là chi tiết. Con này nó sẽ khắc hệ với tầm khoảng đó là 2, 4, 6, 7 chiêu các bạn ơi. Wow. Và chúng ta sẽ bị khắc hệ. Khắc hệ là một chiêu. Còn này sát thương x2 là sẽ được 7 chiêu nha. Sau khi mà luyện chiêu xong thì lượng đam của anh em mình sẽ tăng khá là đáng kể với cái thành viên này luôn. Và anh em đừng quên mình chọn 5 sao cho cái nhân vật này nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ thử cái sức mạnh của cái bé này như thế nào nha mọi người. Ok. Và hiện tại đang có một cái sự kiện nữa, đó chính là Plus các bạn ơi. Sự kiện này là sự kiện Plus Island. Chỗ này thì anh em chúng ta cần thả 5 cái quả trứng ra để hoàn thành nhiệm vụ. Và Hai Anh Tài cũng chia sẻ cách để làm nhiệm vụ này ở trên cái trang gọi là haianhtaichannel.com rồi ha. Anh em cứ việc vào đó xem. Khu vực list cần win 4 trận. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với thả 5 cái quả trứng này ra. Sau đó mình sẽ đến với cái khu vực list và mình quất nha mọi người. Rồi, một quả trứng. Thả xong rồi mình sẽ bán bớt đi để anh em chúng ta sẽ... Đây, có chỗ mà... Đó, có chỗ mà thả mấy cái bé yêu ra. Wow. Rồi ở đây anh em mình còn tầm khoảng 3 trứng nữa ha. Đây là mấy ngôi nhà hệ băng ha. Rồi hiện tại mình đang còn tầm khoảng 2 con. Rồi bây giờ chỉ còn lại một em thôi các bạn ơi. Bây giờ thì sau khi mà đưa cái bé này ra thì anh em chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nè. Wow, rồi ok, vào chỗ xem cái đã. Đây, 5 trên 5 nha mọi người. Ở đây thì anh em có thể đến với cái trang gọi là haianhtaichannel.com. Và sự kiện này là sự kiện đây, Lost Island. Sự kiện này thì còn tầm khoảng 1 ngày 20 mấy phút nữa là hết rồi. Có 20 mấy tiếng chứ. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ xem cho mình đây. Dấu cộng 25 điểm nha. Đây, anh em chỉ cần cho mấy cái con rồng một hệ nó yêu nhau á là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Và những cái quả trứng nó tạo ra các bạn sẽ thả nó ra một cái trường sống á thì chúng ta sẽ ok ha. Bây giờ thì mình nhận phần thưởng của mình thôi. Chỗ này thì 4 trận trong khu vực list thì ok, tới công chuyện luôn. Đây, khu vực list. Review về một cái nhân vật rất là đẳng cấp. Một cái thành viên Heroes bén ngót luôn. Wow, còn chần chờ gì nữa. Một mình cân ba thế nào. Wow, như các bạn đang trông thấy thì nhân vật này khá là ghê gớm luôn các bạn ơi. Cầm bùi một cái cây búa ha các bạn, như một cái rìu vậy. Rìu vàng nha mọi người. Không phải rìu sắt hay là rìu bạc đâu. Đây là cái rìu vàng. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật cũng khá là bá đạo đây. Bé này thì mới có level 31 thôi các bạn. Heroes mùa trước các bạn ơi. Đó. Wow, một pha câu xé đủ các kiểu luôn. Và đây chúng ta vừa bị bế đi thành công. Thành viên này mình chưa biết đặt tên gì cho nó ngầu luôn. Anh em suy nghĩ có cái tên nào hấp dẫn, đừng quên comment chia sẻ với Hante nha. Skin của chú này thì đang có hai màu, đó là màu đỏ với màu vàng. Và cái áo nữa, nhưng mà chúng ta có cái skin đó các bạn. Con này nó có một cái skin khá là đẹp nữa, là nó có màu xanh nha mọi người. Wow, victory. Có vẻ ổn hơn, nhưng mà ở đây anh em mình chỉ được tầm khoảng 3 hiệp thôi. Cố lên nè. Sát thương X2 145.000 mọi người ơi. Bé này thì nó có 4 chiêu thôi. Từ chiêu này là chiêu điện nè. Wow. Rồi thành viên cuối cùng, con này thì tới 3 sao luôn. Nhìn hơi bị hấp dẫn nha. 134. Wow, sau 3 hiệp anh em chúng ta win toàn tập nha mọi người. Nhưng mà mình không hoàn thành được nhiệm vụ, do ở đây là nó kêu mình win tới 4 trận lận. Đáng ghét dễ sợ ha. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta có thể chơi sự kiện một tí, mình để gần được 700 điểm luôn rồi nè. Rồi bây giờ thì bắt đầu có nào. Đây, số điểm hiện tại của anh em mình thì hơi bị ghê luôn. 700 điểm này chơi là cũng gọi là chắc lấy được con Legend này luôn á các bạn.
Wow, bây giờ thì hắn ta thiệt tình là không không nhìn nổi luôn nè. Đó. Wow. Vậy là ui chả hết thấy luôn rồi các bạn ơi. Để xem coi nó đây 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 chỗ này đúng không? Mình thì mình đang cần cà với chuối cho nên hắn ta sẽ ưu tiên hai cái món này, nhưng mà ở khu vực này thiệt tình là khá là khó luôn ấy. Đây. Wow. Rồi, cố lên coi nào. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì mọi người nhớ để lại cho hắn tên một subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha. Để hắn ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái đường ngang nè. Wow, vô cùng đẹp và hấp dẫn luôn. Rồi, anh em nào mà xem trên điện thoại thì các bạn kéo nhẹ xuống dưới video, các bạn sẽ thấy cái khung này ha. Cái nút đăng ký sẽ nằm bên góc tay phải nha. Rồi, lắm. Ui, chà chà. Đây, mình lại kiếm thêm được ba trái chuối nữa nè. Wow. Đây, hắn ta đang cố gắng nghiên cứu làm sao mà cho cái trái cà nó xuống chỗ này để nên chúng ta có thêm được ngôi sao năm cánh vậy. Wow, thì tình là khó quá đi. Ôi cha thiệt tình, nhìn cái này ngứa mắt quá các bạn ơi. Lụm nó luôn đi, bức xúc quá. Nó cứ che che hoài. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ có thêm một cái đường ngang nữa nè. Đó, hết sảy luôn. Một cái đường đứng này thì chúng ta cần một cái sự kết hợp giữa mấy trái nho ha. Rồi, quá tuyệt vời. Wow, anh em mình quậy quậy một hồi cũng mất đi được cũng gần 50 điểm rồi nè. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài và mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là đây, khu vực arena đi ha. Ở đây quậy cho nó vui. Chứ trong đó nhìn một hồi mình bị hoa mắt các bạn ơi, nhìn thấy không nổi luôn. Chỗ này thì anh em ui quá tuyệt vời các bạn ơi, anh em mình được tới 30 orbit của Legend Daisy. Rồi bây giờ thì bắt đầu chiến đấu thôi nào, let's go. Wow, ca này thì nay chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của nhân vật ma cà rồng đi ha. Lắm, level 70 và tên bạn còn một con nữa cũng là level tầm khoảng 60 ha. Đây ca, ui cha, 50 mấy ngàn đam mình chắc không đủ rồi. Wow, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Một nhân vật rất bá đạo. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ nhờ đến thần mộc các bạn ơi, sở hữu sức mạnh của Heroic. Nhân vật này của mình chưa ngán bất kỳ thành viên nào. Rồi, cho bé này solo tay đôi với ui trời gì lạ dữ vậy man. Victory nha, lại có một chiến thắng nữa. Đây, 40 và 34. Rồi, đội hình này là mình thấy ngon cơm rồi đó. Ôi hơi thốn nha, nhưng mà pha này mình sẽ cho thành viên rất là đẳng cấp luôn. Con này chắc nó cân được cả ba luôn á các bạn ơi. Wow, và đây là Sinful Victory. Cuối cùng thì vẫn giành được chiến thắng. Ui thành viên này level 70. Wow, các bạn này ghê thiệt. Mình không nghĩ là các bạn này lại bá đạo đến vậy luôn. Có 3 con level 70 các bạn ơi. Ui, thật là ghê gớm nha. Rồi, chỗ này mình sẽ vẫn nhờ đến nữ hoàng ma cà rồng gánh tem nha mọi người. Wow, anh em mình bật cái chiêu hút máu lên cái nè.
Đó. Ôi lượng đam gấp đôi, hàng gì đam nó thốn dữ vậy. Wow. Rồi bây giờ là mình lướt qua đời nhau. Hay lướt qua thôi nha các bạn. Chỗ này thì cái chiêu hút máu mình chưa được hồi, ca này không ổn rồi. Phải nhờ bé này ra chịu cho mình một hit. Nhưng mà con này nó không chịu nổi một hit luôn chứ. Hút máu đại pháp. Cố lên. Ôi và bây giờ lượng sát thương X2. Quá tuyệt vời, tới thành viên cuối cùng của tên bạn rồi. Wow. Mình sợ bạn quá cơ. Lắm. What? Không thể tin được. Ở đây chúng ta lại bị thiếu một chút xíu máu đi đâu. Trời ơi, mình nhớ là con này nó giật đam X2 lên có thể lên tới 400 mấy luôn mà ai ngờ. Ai ngờ đâu là anh em chúng ta lại bị bế đi một cách gọi là ngon lành như vậy. Rồi bây giờ gặp toàn cao thủ không sao đánh đây. Thôi tốn 80 game rồi các bạn. Mang con này trở lại đi ha. Chứ không có con này thì tình là mình rất là khó đánh luôn ấy. Wow, những cái đội hình này thì nó quá bèo rồi. Anh em chúng ta quýnh vào những con gọi là xứng tầm với mình mới được. Đây, đầu tiên là phá giáp tên bạn nè. Nhân vật này là Kitsune nha mọi người, thuộc dòng Legend. Con này thì là Titan. Wow. Kitsune của mình level cũng tầm khoảng 41 rồi. Wow, hơi bị hấp dẫn nha. Rồi, bây giờ nhân vật này ra là coi như càng quét đi ha. Ồ, giật đam gắt vậy. Rồi anh em chúng ta đây còn tầm có 2 hiệp nữa. Bắt đầu khó khăn khi mà đội hình tên bạn level là 70. Wow, mình sợ tên bạn quá cơ. Rồi bật cái chế độ sinh tồn lên và solo thôi các bạn ơi. Pha này thì mình sẽ giật đam với tuyệt chiêu đặc biệt đi. 158.000. Tiếp theo thì mình sẽ bật vào cái chiêu hút máu để lấy lại những gì đã mất. Để không cẩn thận là nè chúng ta coi chừng mất luôn những gì đang có nha. Sát thương. Wow, 94. Thành viên này thì vẫn là. Ủa con này nhìn hơi bị hấp dẫn các bạn ơi. Đẹp vô cùng. Wow, pha này thì giật đam 5 lần xem. Đúng là đời không như là mơ hen. Rồi pha này thì chắc có lẽ là mình xài X2 đi, mình hốt con này cho nó lẹ. Và thành viên này vẫn là level 70 mọi người ơi, lượng đam lên tới 160 mấy ngàn. Anh em mình không đủ các bạn, không đủ để chịu nổi cái đam này luôn á. 22. Ôi một hit không cũng 86 rồi. 86, 80 với 2 là tổng khoảng 100 mấy. Wow. Thôi rồi lượm hơi luôn, trận này anh em mình quýnh không lại. Vậy là gặp phải đối thủ rồi các bạn à. Ơi ca này anh em chúng ta sẽ đến với cái khu vực à sự kiện đi ha. Đây được 600 mấy điểm nữa, mình quậy luôn cho nó vui. Rồi. Qua wow, đây mình còn được 100 mấy rồi các bạn ơi, 179 rồi nè. Đó, khổ lên. Càng ngày thì anh em chúng ta đang càng đưa được các thành viên về rồi. Wow. Ôi anh em mình lên level rồi, đây level 12. Đó, mong rằng nó có nhiều cái nổ nổ cho vui. Ôi, chuối các bạn ơi, một ngôi sao 5 cánh luôn. Quá tuyệt vời. Wow. Wow, nổ liên hoàn. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái đường đứng lên đi. Đó, khá là hấp dẫn ha. Và đây là cái món quà. Ui, 230. Ui, tiếp theo là sẽ đến với phần thưởng đó là 5 Orbit của Legend các bạn. Đây, cổ lên. Wow. Ôi cha, nó tự xếp lại cho mình mà cái mới luôn các bạn, khi mà không còn đường để đi nữa ấy.
Wow, hương may mắn. Lại là thức ăn nữa. Đây, sự kiện là một cái chỗ mà anh em chúng ta kiếm thức ăn rất là dễ luôn các bạn. Thức ăn với vàng. Ôi, anh em mình lên level 13 rồi. Wow. Các bạn ơi, anh em chú ý nha, những cái sự kiện của Dragon City thì anh ta sẽ đều cập nhật ở cái trang của mình, đó chính là trang hmtchannel.com. Rồi, hiện tại thì đang có hai cái sự kiện mới nha, anh em cố gắng tranh thủ cày sự kiện để kiếm những cái chú rồng mới cho vui nha. Và ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha, anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.